For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ, xin được chuyển đến những nội dung đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Quán quân solo cùng Bolero, Lâm Ngọc Hoa tái xuất bằng MV Chào Xuân 2024. Quý vị và các bạn thân mến, MV mới của Lâm Ngọc Hoa mang tên Một Mùa Xuân Kỷ Niệm, một sáng tác mới của nhạc sĩ Lăng Lập, là món quà cho khán giả yêu nhạc dịp xuân về. Lâm Ngọc Hoa được khán giả yêu mến bởi chất giọng ngọt ngào, sâu lắng. Sau khi đăng quang solo cùng Bolero mùa đầu tiên vào năm 2014, cô càng được công chúng yêu thích và đón nhận. Lâm Ngọc Hoa tái xuất sau thời gian định cư nước ngoài. Năm 2016, nữ ca sĩ gốc Sóc Trăng ra mắt MV đầu tay mang tên Liên Khúc Quê Hương Mùa Xuân vào dịp Tết 2017. Thời gian sau đó, người đẹp sang Phần Lan định cư. Mới đây, Lâm Ngọc Hoa đã chính thức trình làng thêm một MV mới mang tên Một Mùa Xuân Kỷ Niệm vào đúng dịp cuối năm, khắp nơi hối hả chuẩn bị đón Tết đến xuân về. Đây là MV được đầu tư nhất từ trước đến nay của Lâm Ngọc Hoa. Bối cảnh MV được thực hiện tại Củ Chi, Bình Dương và Đồng Nai với những khung cảnh giản dị, nên thơ, trữ tình, gợi nhớ về những năm đầu của thập niên 1990. Để thực hiện MV, Lâm Ngọc Hoa cùng ekip đã mất một ngày trời di chuyển khắp những địa điểm trên, không ngại thức dậy từ rất sớm để MV có thể hoàn thành đúng tiến độ. Lâm Ngọc Hoa chia sẻ cô vô cùng háo hức chờ đón những phản hồi của khán giả dành cho MV mới của mình sau nhiều năm định cư tại châu Âu. Với giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, thiết tha, đầy cảm xúc của mình, Lâm Ngọc Hoa như mang tới cho người nghe một miền thương nhớ miên man, đong đầy kỷ niệm và những xúc cảm hoài niệm bâng khuâng đầy chân quý. Một Mùa Xuân Kỷ Niệm nói về những rung động chưa từng bày tỏ của chàng trai dành cho cô gái hàng xóm. Có những kỷ niệm chung của hai người, anh vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí, nhưng cô thì không còn nhớ nữa. Bởi vậy, những mùa xuân mới chỉ còn là kỷ niệm. Chia sẻ về nguồn cảm hứng để sáng tác ca khúc này, nhạc sĩ Lăng Lập cho biết anh đã viết nên một câu chuyện dựa trên những ký ức, nhân vật có thật, xen lẫn những suy tưởng bay bổng của một tâm hồn nghệ sĩ. Nhiều năm về trước, cạnh nhà nhạc sĩ Lăng Lập, quả thực có một cô hàng xóm rất xinh xắn đáng yêu. Năm lên 16 tuổi, anh tình cờ gặp cô bên ngoài khi đi chơi Tết. Lúc đó cô hàng xóm cùng cả xóm thuê một chiếc xe lam để du xuân tại suối Tiên, Đồng Nai, nhưng không hiểu sao lại bị lạc, phải tự bắt xe trở về và tình cờ gặp anh. Mãi sau này khi nhạc sĩ gặp lại cô hàng xóm năm xưa vào năm 2018, cô đã không còn nhớ ký ức nho nhỏ này của cả hai người. Bởi vậy mà trong ca khúc mới có những câu hát, cứ ngỡ là vô tình em bây giờ quên hết, bao nhiêu tiềm thức anh khắc ghi trong tim. Và ca khúc Một Mùa Xuân Kỷ Niệm ra đời. Khi nghe tiếng hát Lâm Ngọc Hoa, nhạc sĩ Lăng Lập vô cùng ấn tượng và tâm đắc. Anh thấy như mình đã tìm đúng giọng ca thể hiện được tinh thần, thông điệp mà mình muốn truyền tải trong ca khúc. Bản thân Lâm Ngọc Hoa cũng muốn thực hiện sản phẩm mới gửi tặng khán giả sau khi đăng quang cuộc thi hát solo cùng Bolero. Nhờ đó một MV hoành tráng về không khí mùa xuân xưa được ra đời. Lâm Ngọc Hoa hiện đang định cư ở Phần Lan, tuy vậy cô vẫn thường xuyên về quê nhà Việt Nam cũng như đi khắp nơi trên thế giới để gặp gỡ khán giả yêu mến âm nhạc. Cô bé chăn vịt ngày nào cũng bày tỏ dự định tái ngộ khán giả trong nước nhiều hơn cùng với những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.